Bây giờ thì mình đã hiểu lý do vì Rang nó mua cái serum dưỡng tóc này cho mình rồi nhé. Tại vì là trong gần một tháng mà nó ở với vợ chồng mình á, thì vào những ngày nghỉ á, chủ nhật á, là mình hay banh cái tóc mình thôi nè, để mình nhổ cái tóc ngứa, mà nhỏ 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 xíu ấy, mà nó lẫn trong này khó thấy lắm, nhưng mà mình cũng mò rồi mình nhổ tại vì nó ngứa kìa. Thì nó nghĩ là chắc tóc mình bọt hay là có vấn đề gì đó, cho nên nó có bảo vợ nó mua cho mình cái serum dưỡng tóc này. Trời ơi, thiệt tình luôn, nó cũng để ý đó chứ. Khi mình nhổ tóc thì nó ngọt nhiên đó, thì nó hỏi ông chồng mình, thì chắc ông chồng mình giải thích cho nó là tóc mình nhổ tóc bọt, tóc rén như thế nào đó, cho nên nó nghĩ có vấn đề nên nó mua cho serum này. Trời ơi, nói chung nó cũng hay để ý đó chứ nhỉ. Thôi bây giờ thì Xin chào mọi người nha. Hôm nay mình sẽ cười hòa. Đây là cái hồi 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 trước đi tới công ty đi làm á, thì cái thằng con chủ nó là đưa cho mình cái gói này, cái sách này, sách quà. Mình thì mình hỏi là cái gì, hắn nói là omiyage nghĩa là quà lưu niệm á, là quà hay quà lưu niệm, hay là thường thường người ta cũng nói là khi mà đi chơi thì đi đâu về á, mua quà đem về, thì hắn cũng nói là omiyage nè, tiếng Nhật là thế, tại vì thằng nó ít biết tiếng Anh lắm, biết tiếng Anh ít cho nên là nó đưa mình và nó nói omiyage. Thì cái này là chắc là mình cũng đoán được rồi, tại vì hôm trước có kìa, mình đi tới văn phòng thì hắn cũng có nói chuyện, mình hắn có mua mua quà cho mình ở trên 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 mạng á, chuẩn bị gửi về, và khi nào về thì nó đưa cho mình. Nhưng mà nó nói mình cũng cách đây hơn 3 tuần rồi, thì mình nghĩ là chắc nó cũng về rồi mà đang không thấy, nó im re luôn, hay là mình hiểu sơ cái vấn đề. Thì ngày hôm nay nếu mình tới thì mình tới trưa nha, tại 1 giờ mình tới công ty ấy, thì nó đưa cho mình cái giỏ này. À, sau đó thì mình để ở trong văn phòng á, mình đi ra sân bay mà nên là không tiện cầm theo, để ngay chỗ cái bàn của ông chồng á. Thì tối nay ông chồng mang về cho mình nè, chứ bây giờ mình sẽ đi khui ở trong này có cái gì nha. nó cũng có một chút liên quan về làm thế nào để nhận món quà này chứ không phải là không không đâu. Để mình coi cái gì này, cái này là cái gì đi, không biết đường. Visa retirement triệu nha, rồi tiếng Nhật không, tiếng Nhật đang là bó nha, để lấy ra coi thử rồi sau đó là gì hỏi ông chồng. Chắc mấy cái này chắc cũng nét đó, mà không biết trong này là cái gì nè, từ mình lấy ra. Một hộp này, một cái bình này, cái bình này là cái gì đi trời, gì Love Tomorrow Overnight Hair Serum. Cái này cho tóc, là dưỡng tóc. Này có một gói thử nè, gói này thử nếu mà cảm thấy ok thì tiếp tục dùng, còn nếu như mà nó thấy không hiệu quả thì đừng ngừng, không nên sử dụng tiếp nha. Cái này serum cho tóc của vì ra mà nó mua serum tóc cho mình đó. Còn cái này là mặt nọ hay là cái gì đây không biết được. À đúng rồi, kiểu ha, không hiểu. Cái này là một dọn mặt nọ, nhưng mà hình như nó cho mặt nọ cho mát rồi. Rồi kiểu tiếng Nhật tôi không hiểu luôn, cái gì tôi hỏi ông chồng tôi kiểu. Rồi bây giờ tôi sẽ khơi ở bên, cái này là biết rồi nè, cái này cũng biết rồi, còn cái hộp này là chịu nha, không biết. Giờ bây giờ khơi nha, khơi ra qua tôi biết này nha. Cái lý do bị đang là nó mua quà nó cho mình nha mọi người, không phải là nhận không không đâu nha, có lý do hết. Tại vì nó là con của ông chủ nha, con trai của ông chủ, năm nay nó 25 tuổi rồi, có vợ và có một đứa con rồi. Thì trước Tết là nó tới, nó ở nhà vợ chồng mình, nó ở gần một tháng, đợt đầu tiên nó qua đó. Tại vì Hồng Kông thì mọi người biết rồi, nếu như mà qua Hồng Kông mới là thuê nhà nó là rất là đáng tiền luôn, nên là trước khi nó qua Hồng Kông á, nó qua là giống như là nó chuyển về làm việc ở ở Hồng Kông đây. Trước đây thì dịch, nó trong quá trình dịch thì nó không qua Hồng Kông được, giờ nó ở đó thì nó làm việc ở Osaka nha. Nhưng mà bây giờ nó là ba nó bảo là chuyển về Hồng Kông để lùn, vì công ty ở Hồng Kông là chủ yếu là ở Hồng Kông, chứ ở Nhật thì lùn ở văn phòng buổi tối thôi.
Nên là yêu cầu nó chuyển về Hồng Kông để lồm nha. Thì khi mà nó về Hồng Kông nó trước tiên thì qua nó là phải lồm visa này nọ, vì nó có vợ có con rồi nên là phải dẫn thêm vợ con nữa. Nên là trước khi nó qua thì nó phải qua trước để nhập cư trước, rồi sau đó mới lồm có thủ tục sau, ví dụ như đi lồm giấy chứng minh căn cước rồi thuê nhòi, thì lúc đó về mới dẫn vợ con qua nha. Thì nó qua nó xin nó ở dòi với hệ chồng mình gần một tháng đó. Cái đợt đầu nó ra là dự định là nó ở một tháng, rồi nó thi có nhòa xong rồi nó về nó dẫn vợ con ra. Nhưng mà nó về mới qua ở được có 3-4 ngày chứ mấy, hơn ngày. Cái bên Nhật báo qua nó là ông ngoại của nó bị mất. Này mình mở ra nha mọi người. Ô, có vẻ nhìn luxury nha, không biết cái gì đây nơi. Thì nó báo là ông ngoại nó mất kìa, nên là nó đi về lại, nó để hành lý ở đây một ít, còn một ít là nó về gấp, nó mua máy bay gấp, nó về để nó lo toàn sự thông dự lễ tang cho ông ngoại của nó. Sau đó thì nó qua lại thì ở do hệ chồng mình á, nào nuôi nó gần tháng đó, có nghĩa là mọi ăn uống nè, sinh hoạt giặt giũ quần áo của hắn là mình lo hết. Sau đó thì nó về nó mong vợ của con nó qua, thì nó bảo là khi nào vợ con nó qua nó thì nó sẽ dẫn vợ con nó tới của mơ mình, tại vì đã chăm sóc cho nó ở tháng, lo ăn uống giặt giũ này nọ đủ thứ hết. Thì mình bảo là không cần đâu, tại vì chồng ta nói là cái này giống gì cái hết nè. Chồng ta nói nó là mi giống như con của ổng thôi, cho nên là không có cần cảm ơn ta, không cần mua quà gì đâu, vợ con mi ra sống bình yên rồi lo cho vợ con mi là được. Mình nói cho đứa rồi nhưng mà không biết nó vẫn mua đồ cho mình. Cái này là cái gì trời, tôi không biết nha. Này ở trong cái này là nó có này, chỗ này là chỗ mở, mình không biết ở trong này là thứ gì nữa. Mình mở tôi khui ra thử, trời khui ra thử nè. Cái này sau đó nó về nó dở, nó dẫn vợ con ra kìa. Thì trong cái quá trình mà nó ra nó ở ăn tháng thì ông đi rang đó, ông đi ông tân rang đó, ông mất cho các bạn lái xe international đó, có cái giấy mà lái xe được quyền lái xe quốc tế đó, thì cái giấy nó có cái nó có được lái xe ở Hồng Kông nha, chứ còn nếu không có cái giấy nó thì không có lái xe được ở Hồng Kông. Thì nó về là Nhật để nó dẫn vợ con qua đó, thì nó nói với bà nó là ông chủ công ty vợ chồng mình đang làm á, là nó ra ở vợ chồng mình rồi mình nấu cơm đồ lo giặt chủ quần áo cho hắn hết này nọ, rồi là ba hắn nhắn tin cảm ơn, nhắn tin cho ông chồng mình á, cái ông nói là không có số điện thoại của mình nha, không có like của mình thôi, cảm ơn mình rồi đủ thứ này nọ hết. Sau khi ông nó đi qua Hồng Kông thì ông nó cũng mua quà gì cho mình để cảm ơn rồi, nhưng mà vợ chồng hắn cũng muốn cảm ơn mình á. Chỗ này hướng dẫn sử dụng rồi, nó biểu mở ra nè, hướng dẫn sử dụng ở trên đây mọi người. Ê, cái này tiếng Hàn Quốc mọi người ơi, cái này là của Hàn Quốc chứ không phải là của Nhật hả? Ở ngồi bao bì là tiếng Nhật nè, nhưng mà ở trong cái hướng dẫn sử dụng đây là tiếng Hàn Quốc nè, không lẽ sản phẩm này là của Hàn Quốc ta? Sincerity mask, mặt nọ đây, dưỡng ấm, cái này là mặt nọ là anh biết rồi, đó, hiểu chưa? Mở ra coi thế nào, đầu đen phải rồi. Nên là đó, cái thằng nó bo của đó đi qua Hồng Kông thì cũng có mua quà gửi cho mình rồi, còn phần của hắn là nó mua, vợ chồng nó mua đi, nó mua xong rồi về nó, khi mà nó đưa cho mình nó nói là kêu là nó mua xong về để lao rồi, là để khi nào gặp mẹ với vợ chồng hết, tại vì vợ hắn cũng muốn gặp mẹ mình, tại vì vợ hắn chưa thấy mặt mình nữa, muốn tới gặp đi em đi uống hạt tụ hợp gì đó để cảm ơn, rồi vợ hắn sẽ đưa quà luôn, vừa đưa quà rồi nói cảm ơn luôn. Nhưng mà vợ hắn đi qua cũng gần tháng rồi nhưng mà vẫn chưa có cơ hội để gặp mình, cho nên là thôi hôm nay nó mong tới để nó đưa cho mình đây. Thì mình khui ra không biết cái này trong này, cái này không biết bớt là sao đấy, rải rải rồi có vấn đề gì, tôi không biết mở luôn.
tình nữa, vẫn sử dụng. Rồi, là mặt nọ nha mọi người. Mặt nọ mua dọn đi, luxury quá đi, chắc là đắt tiền đó. Thì quá là cỡ thôi cô ở này. Phải dùng cái chai này gắn này. Rồi tôi đáp luôn quá. À, hiểu luôn, hiểu vấn đề luôn đó. Rồi, đại lợi. Đáp luôn nha. Thử. Thì cái này vẫn mặt nọ này. Còn cái này là dưỡng tóc. Rồi tôi đáp luôn cái mặt nọ em đang rồi đi. Cô coi thử làm ra nha. Cái hộp này thì nó giữ ẩm nước nhiều rồi. Rồi. Tôi lười mặt nọ đó. Mà chờ ra mình vẽ mặt nọ cho tôi đi trời. Liên quan đến chăm sóc sắc đẹp là tôi không quyền chút muốn à. Tại vì lười lắm. Trời đi đáp được chứ mùa đông lạnh. Cái mặt nọ luôn đáp lên lạnh. Đi lồn về là vô trong chen trầm. Trầm chen nữa. Chả ấm trước. Ở đó mà chăm sóc sắc đẹp là đáp mặt nọ. Mình bảo là đừng có mua mấy cái vụ chăm sóc sắc đẹp rồi. Tại vì mình không thích, mình lười lắm. Đứa mà chị nó cũng mua. Nó không biết mua gì đồng quà để tiện á. Bánh này nọ thì bo nó đã mua rồi. Cho nên là nó không thể mua bánh nữa. Nó chỉ biết mua đồ chăm sóc sắc đẹp thôi. Vợ nó trước đó thì vợ nó cũng hay mua đồ chăm sóc sắc đẹp cho mình rồi, không phải là gọi là chăm sóc mà cho gọi là chăm sóc sức khỏe. Hồi nữa là vợ hay mua cho mình miếng giống chân á để giữ ấm chân này, rồi miếng giống mặt nội dưỡng mát mát, không phải là dưỡng mát mà là cái miếng đó là nó ấm á. Nó steamer á, là nó khi mà mình đáp lên như mát là nó sẽ ấm cái lồng cho con mát, massage con mát á. Thì dọn nó cái nó gọi là chăm sóc sức khỏe là mình thích cái đó nè. Nhưng mà đọc nọ lần này là không nghiền tới. Đối mà mua không mua là chị mình dùng cho nên vợ. Không biết bao nhiêu tiền à, mọi người thấy, mình thấy cái này là hợp lý nha. Đó này chắc đắt tiền lắm đây. Chịu, bó tâm. Để tối về nhờ ông chồng ro thử cái nhẫn này với một cái hộp như thế này là bao nhiêu tiền nha. Cái này dòng là dòng cao cấp, chẳng biết là bao nhiêu miếng trong này. Ô 350 gom, 30 miếng mặt nọ. Cái này cũng là mặt nọ dưỡng mát hay mặt nọ dưỡng gì đang biết được. Nó sao chịu ơi, tôi không hiểu. Cái này là tóc, cái này cho tóc, dưỡng tóc. Tóc này chắc gửi gì cho chị giao chứ không dùng nha. Mình lười lắm. Nghĩ ra mong đêm thôi, cái này là ngủ. Chịu nhớ chịu nổi à. Tôi quay bỏ cái này vô à, chị dùng. Video này chị muốn nói, muốn khui cái quà của con trai ông chủ, vợ chồng con trai ông chủ tẹn nè. Và lý do vì Ren nhận cái hộp quà này đây là do nuôi nó gần một tháng trời nên là nó mua quà để nó cũng ơn chứ không lý do gì đâu mà được nhận quà đó nha mọi người. Rồi hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo nhé. Còn bây giờ là tôi đi làm thôi vì đã lát mặt nọ vô rồi. Tạm biệt nhé.